Xin chào bạn con Thầy có nhận được một câu hỏi liên quan đến phần hình lớp 10 Phần hình lớp 10 của một bạn à, Thầy nghĩ đây là một tờ phiếu bài tập thôi chứ không phải là đề thi Tại vì lớp 10 chương trình mới bây giờ cũng ít thi mấy bài như này lắm Trong sách giáo khoa thầy cũng thấy không thấy có đâu Nhưng mà thầy sẽ vẫn hỗ trợ chúng ta làm Vì thầy thấy đề bài cũng khá là hay à, AB cố định độ dài bằng 8 Trên hệ trục tọa độ nhá Thì ta thấy là nó bằng 8 cái đơn vị độ dài xét từng từng đơn vị ở trên hệ trục ấy thế tìm tập hợp điểm m mà ma nhân mb đây là khái niệm tích vô hướng ma nhân mb bằng âm 16 tích vô hướng thì nó ra một số mà được chưa nào rồi thế thì quỹ tích điểm m là gì tập hợp điểm m là gì một điểm này một đường thẳng một đoạn thẳng hay một đường tròn kết quả sẽ làm chúng ta bất ngờ nhá với cái dạng bài này thì nếu chúng ta xem một loạt các video đằng trước của thầy rồi thì chúng ta sẽ hiểu điểm mấu chốt là chúng ta phải chèn thêm một điểm quan trọng nhá. Mấu chốt thầy vẫn cứ nhắc vào đây vậy, video nào cũng nhắc lại. Mấu chốt là phải chèn một điểm quan trọng. Chèn một điểm quan trọng để để giảm số vectơ phụ thuộc vào m nhá. Để giảm số vectơ phụ thuộc vào m. Lý do là m nó thay đổi nhá thì giải thích kỹ một chút m thay đổi m là đại lượng thay đổi thì ở cái bài này nó lại có ma vector mb vector cũng thay đổi và như vậy là chúng ta sẽ có hai vector thay đổi chúng ta làm sao mà phải giảm nó đi chúng ta chỉ cần đưa về một vector thay đổi một vector thay đổi một vector thay đổi thì mới làm được bài thì mới làm được quy tích mới là tìm được mắc min cái chỗ này thầy nói nhiều rồi nhá đưa về một vector thay đổi thế thì với cái bộ số là ma mb tức là tỷ lệ một một lại phải ghi vào đây vẫn là cái điểm mấu chốt quen thuộc đó là cái bộ một một hay còn gọi là ma mb đấy thì cái bộ này ta phải chèn trung điểm thì ta phải nghĩ đến trung điểm của đoạn AB. Còn có một số bài tập thầy chữa cho chúng ta rồi là cái bộ mà 1 1 1 thì chúng ta lại nghĩ tới gì? Nghĩ tới trọng tâm của tam giác ABC nhá. Tức là lúc đấy nó có MA MA MB MC với tỷ lệ là 1 MA 1 MB 1 MC. Người ta gọi là bộ số 1 1 1 nhá. Thì chúng ta nghĩ tới trọng tâm trọng tâm của tam giác ABC Tại vì chúng ta có cái đẳng thức vector quan trọng đó là GA cộng GB cộng GC bằng, bằng 0 nhá. Tới trọng tâm của tam giác ABC là điểm G. Còn trung điểm của AB thì chúng ta hay gọi là điểm Y. Được chưa nào? Thế Y của trung điểm thì có tính chất gì? Là có cái đoạn AB như thế này. Thì chúng ta có IA cộng IB bằng vector 0. IA cộng với IB bằng vector không rồi bây giờ vào việc nhá giải chúng ta trình bày thế này gọi y là trung điểm AB đấy thì vì MA nhân MB bằng trừ 16 nên mình mới chèn y vào đây mình tách theo quy tắc ba điểm là MI cộng IA nhân với mi cộng ib bằng âm 16 và con nhân phá ngoặc ra thành mi vector nhân mi vector cộng mi nhân ib xong lại cộng mi nhân ia và cuối cùng là cộng với ia nhân ib thì bằng âm 16 thế mi nhân mi thì nó bằng mi vector bình phương được chưa? Rồi cộng với MI nhóm ra ngoài Bên trong còn IA cộng IB Và cuối cùng Bọn con còn có IA Nhân với IB nữa Bằng âm 16 Đúng chưa nào? Rồi thầy xóa phần dấu ria đi nhá Muốn nghe hay là muốn ghi Thì chúng ta tua lại thôi Còn thầy sẽ xóa đi để cho cái bài nó đẹp Trình bày và thầy cũng có bảng thầy viết nữa Đợi thầy xóa một chút cái đoạn xóa này ấy, mà chúng ta thấy sốt ruột thì chúng ta tua qua đi lý do thầy không không đưa cái vít này vào các cái phần mềm để xử lý rồi cắt ghép mình chỉnh sửa hiệu ứng nọ kia bởi vì là làm như thế nó mất thời gian lắm thì sẽ hỗ trợ chúng ta học bằng cách là có bài nào thì thầy giải luôn mà đấy nếu mà thầy làm được rồi xóa bảng thì chúng ta chịu khó đợi một chút còn nếu không thì tua qua nha rồi tiếp tục này à, sao nào có gì đặc biệt còn nhớ không IA cộng IB thì bằng vector không Bình phương vô hướng thì bằng bình phương độ dài. Thì viết tiếp vào đây nhé. M I bình phương. Cộng với M I. Nhân với vectơ 0. Cộng với I A. Nhân I B. Nhân cốt của 180 độ. Bằng âm 16. Cái chỗ này thì lại phải vẽ ra đây. Để nói với chúng ta một tẹo tẹo nữa này. Là khi chúng ta có a b dài là 8. y nằm ở giữa thì ia và ib là trái chiều và mỗi bên là 4. thì bọn con phải nhớ là cái tích vô hướng u nhân v được nhắc theo định nghĩa là độ dài u nhân độ dài v nhân cốt của uv. Đây là định nghĩa tích vô hướng, ai quên thì xem lại. Rồi, thế ia và ib là hai vectơ trái chiều thì suy ra góc giữa hai vectơ IA IB là 180 độ nhá, hai vectơ trái chiều thì góc là 180. Rồi chúng ta có thêm một cái tính chất là gì? Bình phương vô hướng của một vectơ thì bằng bình phương độ dài. Được chưa? Đây là cái chuyện mà thầy nhắc lại. Còn trong ba cái nhắc lại này lại cần phải giải thích hay là tìm hiểu kỹ về cái gì thì lại nói với thầy trong phần bình luận thì lại hỗ trợ chúng ta thôi bây giờ không nói lan man nhiều quá nữa vào việc đây bình phương vô hướng là có cái dấu vector sang đây là bình phương độ dài là không có dấu vector nữa nhá rồi vector không thay vào tích vô hướng là bằng tích độ dài nhân cốt góc xen giữa xong bây giờ m y bình phương cộng với không nhân với vector không thì nó ra số không nhá tích vô hướng với vector không ra số 0. rồi cộng với IA là dài bằng 4 nha kìa 4 nhân 4 Cái này thì bọn con bấm máy đi Cốt 180 thì ra âm 1 Kết quả là âm 16 Vậy là MI bình phương Trừ đi 16 Thì cũng ra âm 16 Thì bọn con mới giải ra một điều vô cùng đặc biệt Đó là MI bình phương bằng 0 Vậy thì MI sẽ phải bằng 0 Khi nào thì độ dài một đoạn thẳng là bằng 0 Khi đoạn thẳng đấy nó không dài nữa Mà nó suy biến, suy biến, suy biến Nó nhỏ lại trùng với nhau thành một dấu chấm tức là m trùng với y đúng chưa m trùng với y vậy đáp án của bài này quỹ tích sẽ phải là gì một điểm quỹ tích quỹ tích m là một điểm đáp án a mà không ai ngờ tới đúng không nào đấy thế còn mở rộng thêm nếu như đề bài thầy nói thêm một xíu nhá là mở rộng Nếu như đề bài Người ta sửa số Âm 16 Thành số khác Thì sau khi làm y hệt như thế này Bọn con sửa cái số này đi Thì lấy cái số này Chuyển 16 sang thành cộng Thì kết quả nó sẽ hay ra là mi Bằng với Số khác Số khác cộng với 16 Thì kết quả nói chung mi Nó sẽ ra là một số nào đó. một số nào đó thì kết quả của bọn con nó sẽ ra cái gì biết không? Nó sẽ ra đường tròn. Bởi vì lý do là y cố định, còn MI không đổi thì M sẽ chạy trên một đường tròn tâm y. Đây, thầy lại nháp cái ý này lên đây. Đấy. Y cố định là trung điểm AB rồi nhá. MI thì lại ra một số nào đó. Thế thì có phải là MI nó luôn không đổi không? MI luôn không đổi thế này thì quỹ tích của M lúc đấy sẽ phải là đường tròn. Còn bài này ấy nó ra đường thẳng là bởi vì người ta cho cái số đặc biệt đó là số âm 16 thôi. À xin lỗi không phải đường thẳng. Nó ra một điểm bởi vì là nó cho là âm 16 nhá. Ok.